Dạ vâng, kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép con xin chúc quý ông bà cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật nhiều bình an trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà quan bí ẩn, khám phá về những nơi có dân ma, dân quỷ trú ngụ cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay cả nhà thì con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi vào một cái khu. Thì khu này thì con và cả nhà mình cũng đã giúp đỡ được khá là nhiều linh hiền, có dữ, có nói chung là nam có nữ có, đầy đủ mọi thể loại. Thì cũng cách đây cũng khá chắc khoảng một tuần trước, hơn cả tuần nữa nha, thì con đã giúp đỡ được một linh của ông cụ một hình như nhớ là 100 năm hay gì phải không ta? Những cái 100 năm nha, 100 năm hơn vậy, bị gọi là du quan nha, mất. Thì cũng thì hôm nay thì con quay lại đây để mà tìm hiểu xem có vong nào về đây trú ngụ không, để mình có thể mình giúp đỡ, mình khuyên dạy, mình cúng kiến cho những vong linh này dùng, để mình có thể là mình đưa những vong linh này về chùa, về núi để cho tu học để sớm được thay chi kiếp con người đó nha. Nhà mình thấy gì trước vậy? Có vong linh cái gì nha? Không ta? Thì, dạ. Chị tôi xin chào vong nha. Ông ơi. Đi rồi. Gọi đi cho chơi ta. Bây giờ thấy đứng ngay này nha. Con xin chào vong, đi bỏ đi te te luôn đó nha. Dạ thì tôi đến đây thì chủ yếu là muốn giúp đỡ cho các con linh đang đói khát lẻ cõi tao bà thôi, chứ không có gì xấu nha. Ủa, đứng ra đây nè nha. Kỳ ta. Thì mong rằng vong có thể hoan hỷ bình tĩnh ha, để tôi giúp đỡ nha. Kìa kìa nha, kìa kìa đứng đi nha, hiện ra cái máy luôn nha cái nha. Ơi dạ xin chào vong nha. Chào anh. À chào chào chị nha. Ủa anh là ai vậy? Dạ thì em là người đến đây để mà tìm gặp các vong linh nha, để có thể là cúng kiến và giúp đỡ những linh, để đưa những linh này về chùa núi tu học. Thì chị có thể hoan hỷ giao tiếp với chị em xíu được không? Có thiệt là như vậy không? Cái nồi đứng dê tôi gì đó. Gì trời? Dê gì đây bà? Cái nồi tính gà gẫm tôi á. Có đâu chị ơi, em ở đây đi cúng kiến cho chị dùng không à, đâu có gà gẫm gì. Trời. Em cho bóp luôn nè. Thôi. Thôi, tào lao quá. Ngại gì, đã em nói là em đến đây để cúng kiến cho chị dùng thôi, mà giúp đỡ chị, đưa chị về chùa nước tôi học, chứ em đâu có ý gì mà chị nói gạ gẫm rồi lại kêu bóp rồi kêu gì. Trời ơi. Thôi, đừng có khơi quá. Còn chịu á, thì em lên đây, em cho em hôn cái đi. Thôi khỏi luôn đi hen. Thôi. Sao vậy? Sao kỳ vậy trời? Sao gặp hoài vậy? Em mắc cỡ hả? Có đâu, mắc cỡ đâu, bình thường. Bình thường, mà sao? Em kêu lại này, em cho hôn, mà không dám lại. Rồi em không anh. Thì bây giờ em nói chị thế này đi, người chị là người âm, em là người dương, sao mà hung nhau được? Thứ nhất, thứ hai nữa là không thể nào mà gần nhau được, nó rất là nguy hiểm, đúng không? Mà sao mà chị đã là người, là một người là linh hồn rồi mà sao chị mang cái dục vọng cao vậy? Tại cuộc sống dục vọng của em cao thào lắm. Trời ơi,
Canada lắm hả? Đúng rồi. Ừ. Trời thì có gì thì từ đi chứ chị làm vậy sao được. Chị cứ bình tĩnh này để em cúng kiến gì dùng được không? Không, nói đi. Dạ. Hôn gì mà hôn không biết trời, ta sao mà thiệt tình chứ sao mà gặp hoài ta. Thôi 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 thôi, không được đâu. Bình tĩnh đi. Bây giờ em cúng chị dùng được không? Thôi, bóp cái gì mà bóp, chị bình tĩnh đi, bóp gì. Tự như ngày xưa cho bộ sao mà chui sao mà cái gì đó mà anh ngại vậy? Anh mắc cỡ hả? Không phải mắc cỡ, nhưng mà nói chung mới là không có nên, không có nên như vậy. Hiểu không? Không có nên. Thì bởi vậy bây giờ mới nói cái không nên cho chị hiểu nè, là em là người còn sống, người trần gian, còn chị là người âm, một linh hồn đã khuất đó, thì không thể nào mà hôn nhau theo chị cứ mang cái cuộc sống trần gian mà xem xuống cõi bà, cái ta bà này làm cái gì. Chị cứ bình tĩnh đi. Trời ơi, ngày xưa chắc còn sống chắc cũng đi mê trai lắm hay gì đây. Thích trai hả? Đúng rồi, em không có mê, em thích mà. Ờ, đúng rồi, em thích. Bởi vậy xuống đây mà còn thấy người ta. Có thiệt nha, anh đến đây, anh giúp đỡ em không? Đúng, đến đây để mà giúp đỡ cho dùng những phần lễ nè, rồi cho ấm lòng nó dạ đi, rồi sẽ vô rồi khuyên giải, rồi đưa về chùa núi cho tu. Bỏ bớt những cái dục vọng của mình đi. Có đâu mà có, trời trời, thiệt mà. Nếu mà thật sự giúp đỡ em á, thì em cảm ơn. Mở lòng, em đón nhận à. Ờ, vậy rồi bây giờ nói nghe nè, bây giờ có muốn dùng bánh trái cơm không? Dạ, nếu mà thật sự có thì em có thể cho em dùng một miếng đi. Thì có gì từ từ mình tâm sự nhé. Ừ, vậy thì bây giờ... À, chị xin lui ra nghỉ ngơi đi, em sẽ đặt cái bàn cúng rồi chút chị vào dùng ha, rồi chút xíu nữa chị em mình tâm sự với nhau nha. Em xin phép nha. Rồi. Số còn sao cả nhà? Ở cái nhà số còn sao cả nhà? Để đặt cái máy đi cả nhà, đặt cái máy đi. Cũng kiến cho con dùng đi cả nhà. Số con kêu gặp toàn toàn là đặt là thứ dữ không cả nhà. Không biết vì nguyên nhân gì ta mà con gặp toàn là những bông linh nữ mà sao mà đi ghẹo chọc không á nha. Không có người nào mà gọi là hiện trơn kìa. Con thấy là ý nha cả nhà. Con mà ấy nó hơi bị ấy nha. Con mà gặp linh nữ là 10 vòng là hết 7-8 vòng là bắt đầu ghẹo con rồi cả nha. Nó này nó nọ rồi đó. Vòng là mấy vòng là nói rồi tất nha. Thôi vậy thôi, để con tranh thủ là cái phần cúng ra cho cái vòng linh này gia dụng đi cả nhà. Để chút xíu mình vào nói chuyện nha cả nhà. Để coi hỏi về nguyên nhân vì sao mà vòng mất rồi. Nguyên nhân vì sao vòng cái lang thang vượn của ta bà này, để mình giúp đỡ mình khuyên giải. Rồi mình đi vào chùa đi cả nhà. Vẫn là món truyền thống. Cơm chay, bánh và trái cây nha cả nhà.
Thì sẵn đây thì con cũng xin cảm ơn tới tất cả quý bà cô chú anh chị của mình, vì trong khoảng thời gian qua cũng có ủng hộ con về mặt tinh thần, về mặt tiền để mà mua đồ cúng cá ông linh đó cả nhà. Thì con xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ con và đã tạo điều kiện cho con thể là con đi làm về tâm linh để mình thể cúng kiến cho những con linh này dùng, rồi gửi những linh viên về chùa núi tôi học nha cả nhà. Dạ xin cảm ơn cả nhà. Thì con cũng mong rằng thì cả nhà mình có thể là đồng hành cùng con trong suốt khoảng thời gian còn lại cả nhà, để mình có thể là mình thứ nhất là mình giúp đỡ cho các con linh này về chùa núi để mà tu để sớm đầu thai giải kiếp làm người. Thứ hai nữa thì có thể là hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh để mình có thể hiểu, để mình có thể là mình có một cách cái suy nghĩ nó sáng suốt hơn về cuộc sống hiện tại đấy. Để sau này mình có trăm tuổi già đi nữa thì mình cũng còn được cái phước, cái đức của mình lúc mình còn sống mình tạo ra, để mình có thể là mình được sớm được yêu thay với người nha. Thì nói chung thì theo con thấy nha cả nhà, thì từ lúc mà con đi làm về tâm linh, khám phá về thế giới tâm linh đó, thì hầu như là những vong linh mà con tiếp xúc, con gặp thì thường là lúc còn sống thì sẽ tạo nghiệp hoặc là mắc nghiệp gì đó. Chứ còn mà không thấy những vong linh nào mà lúc còn sống mà hiền mà lại còn ở coi ta bà hết trơn nha. Cho nên mình còn sống thì mình nên sống tốt với xã hội, sống tốt với mọi người xung quanh, sống tốt với ba mẹ mình, để mình sau này mình còn khuất á, thì mình có thể là mình tích thêm phước đức nha cả nhà. Thì đa phần là con thấy là hầu như là những linh con giúp đỡ là toàn là mắc nghiệp không nha cả nhà. Vậy rồi thì cả nhà để con xíu nữa nha. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Tiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Tổ Thần Tổ Địa Cục Thổ ở đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cùng với cái nguyện là muốn được trợ duyên các binh đang đói khát ở địa cục thổ của ngài các ông. Thì con cũng mong rằng các ngài cao hoan hỷ hệ xả cho vong linh dù mới xuất hiện có nhìn thấy ra dùng những phần lễ mà con mong tới, để vong linh ấm lòng nó dạ hơn, đỡ lạnh hơn. Môi. Vậy là cả nhà thì xin phép rễ bằng nghi thức nha cả nhà.
Em xin chào chị nha. Xin chào anh. Sao rồi, người chị dùng lễ với bánh trái thấy ấm lòng hay dạ chưa? Dạ, bây giờ em dùng cũng cảm thấy no lòng em. Cảm ơn anh nha. Rồi, vậy thì chị có thể hoan hỷ cho em hỏi vài lời được không? Dạ, được ạ. Dạ, vậy thì chị có thể cho em biết tên chị như thế, tên gì và chị lúc mà còn, lúc mất bao nhiêu tuổi không? Dạ, em tên Thí, lúc mất em mất 27 tuổi anh. Mất trẻ hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, rồi ngày xưa lúc mà còn sống thì quê ở đâu? Thì chị có thể là hoan hỷ và cho em biết gì vì sao mà chị mất và chị phải lang thang với phượng cõi ta bà này mà không thể được đi đầu thai chuyển kiếp luân hồi. Dạ, kể ra thì thực sự rất là buồn anh ơi. Thực sự người chồng mình á thương mình rất là nhiều á, quan tâm tới mình nhiều nữa, nhưng mà mình không ráng giữ gìn hạnh phúc đó. Mình cứ buông bỏ khi lấy một người chồng khác. Một người chồng thật là khó chịu, thật là nhẫn tâm với em luôn anh. Vậy là chị có hai đời chồng hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em nghe chị nói là người chồng trước là tốt, tại sao chị phải bỏ anh đó mà chị lại theo cái anh kia? Dạ, chẳng giấu gì anh. Lúc trước á thì em lớn tuổi rồi, mẹ ba mẹ em mới gả em đi lấy chồng á. Tại vì hai vợ chồng em cũng ra riêng, em ở với chồng em. Chồng của em á nhìn cũng được trai đẹp, nhìn ảnh dễ thương, hiền ngậu lắm. Ảnh quan tâm chăm sóc em nhiều lắm. Ảnh rất là thương em luôn đó. Thì em thấy ảnh đi làm cực khổ vậy đó, có một mình một trang trải cho gia đình, thấy khổ quá em mới nói ảnh để cho em đi làm phụ ảnh để trang trải thu nhập cho gia đình đó anh. Lúc đầu anh cũng không có cho nữa, để em ở nhà em buồn quá, để em năn nỉ anh, từ từ anh mới cho em đi. Thì lúc đó thì anh mới cho em đi, em cũng đi làm việc ở bên ngoài á anh. Cũng thêm tiền phụ chồng của em. Được một thời gian á em đi làm chung với đó đó. Có cái anh đó đó, anh cứ theo, anh đeo đuổi em hoài, anh theo anh ghẹo, anh nói anh thương em. Nhưng mà em á, đầu em không có chịu. Em nói em đã có chồng rồi, chồng em thương em, em quan tâm em lắm, anh đừng có theo ghẹo em nữa. Lỡ chồng em biết rồi hay chồng em buồn á, thì em cũng có nói với ảnh á, mà ảnh cứ làm rồi ảnh cứ theo, anh cứ ghẹo em hoài à. Ảnh nói ảnh thương em nhiều lắm, anh kêu em á bỏ chồng đi, có gì anh cưới về anh chăm sóc, anh quan tâm, anh lo lắng cho nhà anh có điều kiện này kia đó anh. Thì lúc đầu em cũng không có chịu nữa, nhưng mà anh cứ theo, anh đeo đuổi hoài, từ ngày qua ngày cũng gần một năm mấy đó anh. Thì em cầm lòng không có đậu, nó rồi em mới xa ngã vào lòng của anh đó. Rồi em mới về, em mới nói với chồng của em á, thật sự là bây giờ sống với anh á cũng cảm thấy là hơi cực khổ, làm việc chất dở quá. Bây giờ có người khác lo cho em rồi, giờ hai đứa mình ly dị đi. Trời, em nói chồng của em như vậy đó. Chồng của em mới nói lý do nào mà ly dị, thì mình nghèo thì mình nghèo, mình có mình làm mình ráng bươn chải chứ mình đang hạnh phúc mà. Từ sau em lại bỏ anh. Thế em mới nói chồng em đó, bây giờ em không có nói gì nữa rằng á, bây giờ mình ly dị đi, tại mình không hợp với nhau á. Thì chồng em cũng năn nỉ, nhưng mà em đã xa vào lòng của anh kia rồi, em đã quyết định rồi, thì cho anh dù năn nỉ cách nào cũng không có được nữa anh. Thì xong mấy chồng em mới chấp nhận chịu ly dị với em. Xong rồi á, từ một tháng mấy sau á, thì anh kia là mới cưới em về nhà. Thì nhà lúc đầu á thì anh cũng thương, anh chăm sóc cho em như lắm. Nhà anh có điều kiện anh kia đầy đủ hết trơn anh ơi. Em cũng xin đi làm nhưng mà anh đâu có cho đâu. Anh nói để ở nhà đi, anh lo lắng, anh chăm sóc
vài năm gì đó anh. Wow. Xong cái anh đổi tính của anh tối ngày anh cứ la cà vào rủ chè không mà nói anh á thì anh không có nghe gì trơn á. Nói tao nhậu mất mẹ gì mày nói hoài. À. Về chửi mắng em lên kia em cũng không có nói gì, em cũng nhìn em im luôn. Thì được một thời gian anh cứ xa cà vào rủ chè này kia không có lo làm không có gì hết trơn anh. Em về em mới chửi anh, em mới nói á, lúc đầu á em á nói lo lắng chăm sóc cho em, thương yêu em này kia, hứa với em đủ thứ đó á. Ừ. Em đã xa ngã vào lòng, em về em bỏ chồng của em rồi để theo anh mà giờ em đối xử với anh như vậy đó hả? Thì anh mới nói ai kêu mày ngu mày bỏ chồng mày theo tao. Trời. Thì bây giờ mày ráng mà chịu này kia á. Anh nói đủ thứ đó á, cho dù em nói cách mấy đi chăng nữa anh cũng nói ngang không à. Thì lúc đó em mới suy nghĩ lại mối hận rồi. Một người chồng thương mình, quan tâm, chăm sóc cho mình, và mình không sống với chồng mình, và chỉ vì một hai lời dụ ngọt của ảnh mà sa ngã vô lòng ảnh, để bây giờ phải xảy ra cái cớ sự như vậy nè. Ừ. Ngày hôm đó đó, ảnh đi nhậu về á, ảnh sai xỉn này, em cũng có nói ảnh lời qua tiếng lời rồi này kia đó. Anh nói cái gì mà tối ngày anh cứ la cà vô rủ chè, không có lo làm ăn gì hết trơn, mà cứ sáng sai chiều xỉn, ra chịu cho nổi. Cái ảnh mới nói kệ tao đi, mày nói nhiều á, lời qua tiếng lại đó. Em mới chửi, em cũng có buồn bã tức giận của em chửi anh. Em nói đầu á, tôi bỏ chồng tôi theo anh, nếu anh chăm sóc anh lời tôi, bây giờ anh lo ba cái rượu ba cái chè anh bỏ bê tôi như vậy nè, bây giờ anh thấy được không? Em mới chửi em, mới nói mặt mẹ mày, mày biến mẹ đi. Trời. Thế là anh sai xỉn, anh tức giận, anh cầm cái cây á, anh vấn em, anh quất nhiều nhát, nhiều cây vào mình của em, xong anh quất lên đầu của em tới tấp á, lại mất luôn anh. Bởi vì bây giờ em cứ lang thang dứt dưỡng ở khỏi tàu bà này, mai đây mai đó nè, thật sự rất là buồn bã luôn anh. Ừ. Một người chồng thương yêu mình, quan tâm chăm sóc cho mình không sống chung với chồng của mình, để đến kết cuối cuộc đời thì sa ngã vào một người khác, một người đó chỉ là hứa hẹn thôi, lúc đầu thì nói thương yêu quan tâm nhưng mà rút cuộc có quan tâm đâu, anh ngược lại còn ngược đãi còn giết em nữa, thực sự rất là buồn anh ơi. Ừ. Thì em nói chị nghe thế này nè, thì nói chung là chị cũng thấy trước mắt rồi, là lúc mà còn sống là chị cũng gọi là trả nghiệp rồi, không phải mà tới khi mất mình mới trả. Thì khi mà lúc còn sống là mình có một người chồng thương yêu mình, quan tâm chăm sóc lo lắng cho mình từ miếng ăn giấc ngủ, kể cả lúc mình đi làm cũng không cho đi nữa. Khi đó bây giờ cái chị phải nài nỉ ảnh mới cho đi. Một người như vậy thì mình nên đáng sống, tuy rằng mình nghèo khổ không có cơm có gạo đầy đủ để dùng, nhưng mà cuộc sống nghĩa rất là đáng quý. Mình từ từ mình thể là mình vun đắp được, mình từ mình sẽ kiếm được đồng tiền, mình đâu cần phải gấp gáp như vậy. Đợi đến khi thì chị lại sa ngã một người đàn ông khác, thì thấy nói chung là cái gọi cái trả báo là trước mắt luôn, là lúc mà người sống thì chị đã trả báo rồi, thì chị thấy chưa. Ừ. Thì lúc mà xong cái thời gian cái là chị bị cái anh chồng đó bạc đãi đánh đập đó. Rồi lại phải bữa đó xỉn sai rồi ông lỡ cái ông đánh mất luôn. Chị thấy là chị buồn không? Ừ. Chị thấy chị hối hận không? Dạ, thật sự bây giờ em suy nghĩ thì em rất là buồn, rất là hối hận luôn á anh. Lúc đầu chồng của em thương em nhiều như vậy mà em không nghe lời chồng của em, nghe lời người chồng sau của em nói thương yêu, dù những lời ngon tiếng ngọt, miệng lưỡi của anh ngọt lắm, nói về quan tâm chăm sóc yêu thương này, này kia đó anh. Ừ. Nhưng mà nói ngon nói ngọt với tôi chỉ được một thời gian rồi anh ơi, rồi về lại ngược đãi là em luôn. Ừ. Chồng trước của em á, thật sự anh rất là tốt với em, rất là tôn trọng em, rất là thương yêu em luôn. Một người chồng tốt như vậy á mà em không biết trân trọng, không biết giữ gìn, để rồi nghe lời người chồng sau của em ly dị với ảnh, để rồi phải bây giờ phải bị hại mắt tôi lang tan dứt dưỡng ở cõi tàu bà như vậy nè anh ơi, thật sự rất là buồn luôn. Ừ. Thì nói chung á thì bây giờ chị cũng đã và đang trải nghiệm ở cõi tàu bà này, cho nên chị mới không thể nào đi siêu thoát được. Tại vì nếu theo em nghĩ nha,
là lúc mà còn sống á, là lúc đó là chắc bề trên đã cho chị được cái phước để chị hưởng cái phước đó nhờ nuôi chồng mình. Nhưng mà chị không trân trọng, chị lại đánh mất cái phước phần mà bề trên giao phó cho mình ở cô ấy Trường Giang. Cho nên giờ chị phải mắc nghiệp cõi ta bà này. Thôi thì ngày hôm nay cũng là một cái duyên á, là em với chị gặp nhau ở chỗ cục đất này. Thì nói chung cái chỗ này thì lúc trước em cũng có để đến đây giúp đỡ cũng rất là nhiều vong linh. Thì ngày hôm nay thì chị đến đây thì cũng là trú ngụ ở đây đúng không? Dạ. Thì cũng đã gặp cái em rồi. Mời chị hãy cho em hỏi vài lời trước khi em nói những chuyện về chùa núi tu học nha. Dạ, anh cứ hỏi đi. Rồi ngày xưa chị có con có cái gì tới anh nó chồng trước mình chung? Dạ, chưa anh ơi. Tại vì mới cưới về được có mấy năm mà chồng em thấy kiểu như hai vợ chồng chưa có được dư được một số vốn của anh. Sợ anh con á là không có đủ tiền trang trải ăn uống chứ sữa cho con nữa đấy anh. Cái gì chồng mấy em mới kêu ráng đi một năm nữa đi. Nhưng mà chưa ráng được một năm nữa thì em lại bị người chồng sao của em anh theo đuổi dính dè dãng, rốt cuộc em cầm lòng không đậu, em mới xa ngã vào lòng của anh đó anh. Rồi vậy thì còn người chồng sao, người có đứa nào không? Dạ người chồng sao thì cũng không có luôn anh ơi. Về lúc đầu á thì ảnh thương yêu, ảnh trân trọng lắm. Em cũng muốn có một đứa con để hữu ý lắm đấy, nhưng mà em nói ảnh ấy mình đi một đứa con này để hữu ý anh ơi, thì ở nhà với hữu ý chứ buồn, không có con buồn lắm anh ơi. Nhưng mà em nghĩ chứ ảnh cũng tính trước cái gì rồi, ảnh cũng thương em chỉ là có lừa dối em sống cho được sung sướng rồi anh muốn chia tay em hay sao nữa. Em nói thì anh cứ nói từ từ mà thì được một thời gian á rồi anh cứ la cà vô rượu chè không à, không có quan tâm gì đến em hết trơn á. Nó nhắc tới con á thì anh cọc cằn, anh nói từ từ đi thì cứ hối thúc hoài như vậy á. Thì càng ngày anh càng đổi tính, cái tính khó chịu lắm anh ơi. Cho dù em nói gì đi chăng nữa anh cũng không có nghe, anh nói xử tệ bạc với em lắm. Nói chung thì cái này chuyện này thì chắc có lẽ theo em nghĩ là cái anh này không có thương chị đâu, anh chồng sao á. Dạ. Đúng không? Tại vì bây giờ nếu thương chị thì không thể nào đối xử như chị như vậy. Nhiều khi anh này anh nghĩ là nhìn thấy chị đẹp, nhìn thấy chị hấp dẫn như thế kia, rồi muốn chiếm hữu chị để mà thỏa mãn cái trong lòng của anh ta thôi. Dạ. Chứ thật sự là anh ta cũng chưa chắc là có tình cảm với chị đâu. Thì kiểu như là thấy chị đẹp nè, nhưng mà chị đã có chồng rồi. Đó thì trong lòng anh này phải là nhất quyết là phải là chiếm hữu được chị. Vậy đúng gọi là thành công về cái cuộc tình của ảnh. Cho nên mà lúc mà ảnh đã chiếm hữu được chị rồi là lúc đó ảnh đã cảm thấy là mãn nguyện rồi. Là ảnh không còn trân trọng chị nữa, cho nên mới là quen ngang hành hạ chị đến vậy. Thì thôi thì ngày hôm nay thì em cũng được bề trên ấy, giao phó đến đây để mà tìm gặp những vong linh đang đói khát còn lẽ của thôi bà này, để có thể là được gửi về chùa núi để mà tu học, để sớm được đầu thai chuyển kiếp luân hồi làm một con người mới. Tại vì á, chị ở cõi ta bà này thì đói khát lạnh lẽo dữ lắm em biết. Cho nên á, em chỉ muốn giúp đỡ chị này, đưa chị về chùa nè, rồi chị sẽ được các sư thầy nó cúng kiến chị dùng nè, rồi có chỗ chị vú ngủ nè, rồi chị mặc đồ mới nè. Trong khi đó cái qua cái ngày hôm sau của mình sẽ được nghe kinh nè, niệm Phật nè, các thầy các sư sẽ giảng đạo Phật pháp chị hiểu nè, rồi lúc đó chị sẽ được tu tập, rồi mình cố gắng tu tập được tốt, mình tích phước tích đức đi, mình đọc kinh đi để mình cứ hiểu hơn về cuộc sống của trần gian, mình hiểu hơn về những cái thân thường đạo lý, mà sau này mình đầu thai chuyển kiếp luân hồi mình làm con người, mình sống tốt với xã hội hơn. Thì em mong rằng chị có thể là buông bỏ tất cả những cái uất hận của mình lúc mình còn sống, để chị có thể dễ dàng về chùa về núi để mà tu tập để sớm được đầu thai chuyển kiếp làm người hay nha chị. Dạ, thì nãy giờ em cũng nghe em nói á, thật sự á, từ lúc em mất tới bây giờ em suy nghĩ thật sự thì rất là buồn, rất là hối hận á. Vậy lúc đầu á, mình cứng rắn lên, mình đừng có chiều lòng để xa ngã vào người chồng sao á, thì chắc bây giờ mình đâu có phải ra cái nông nỗi như vậy, phải lang thang dắt chướng, vừa đối khác vừa lạnh lẽo nữa.
Thật sự suy nghĩ thì rất là buồn anh ơi. Nhưng mà hôm nay gặp được anh á, nghe anh nói như vậy á, thì em cũng xin nghe lời anh là em sẽ buông bỏ tất cả. Nghe lời anh, em đi về chùa về núi, em ráng tu học để sớm được chuyển kiếp làm một con người mới á. Sau này có thể về giúp ích cho xã hội anh ơi. Chứ giờ em cứ lang thang dắt dưỡng ở cõi ta bà này, cứ suy nghĩ ngày, khi nào cũng suy nghĩ hết, rồi cứ căm hận người chồng sao của em, thì không biết bao giờ em mới được chuyển kiếp đầu thai à. Thật sự hôm nay thì em xin nghe lời của anh à. Rồi, nếu chị đã suy nghĩ như vậy thì rất là tốt. Thì chị lúc mà không biết chị còn sống, chị có gọi là có đi chùa, đi núi gì thắp hương niệm Phật không? Dạ, hồi lúc em còn sống á, ba mẹ em có dẫn em đi được có một lần anh ơi. Thì em sau này em không có đi nữa, thì giờ em cũng ở nhà phụ việc nhà với mẹ đó. Rồi từ lúc em có chồng á, thì về bên chồng tối ngày cứ tình quanh ở nhà làm cái này làm cái kia rồi anh ơi. Nhiều lúc đi chơi cũng không được nữa, mà suy nghĩ cũng rất là buồn luôn á anh. Thì cái chắc có lẽ như vậy cho nên chị mới không hiểu về cái chuyện mà ở trần gian. Thôi thì bây giờ em sẽ mở một cái luồng sáng, em sẽ trì cho chị một bài chú. Thì chị cứ theo cái luồng sáng đó, chị về tới chùa lên núi. Về đó các ngài, các sư sẽ đón chị ở chùa lên núi, rồi sẽ sắp xếp chỗ chị trú ngụ nha. Rồi bắt đầu từ ngày mai á, thì chị cố gắng nghe các sư với thầy thuyết giáo về Phật Pháp nè, nghe kinh nè, niệm Phật để mình hiểu rõ hơn về Phật Pháp nè, mình có thể là sớm được tự thay những kiếp luân hồi là một con người mới sống có ích cho xã hội hơn nha chị. Dạ, em xin nghe lời của anh à. Dạ rồi, thì bây giờ chị chấp ta lời niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi, rồi em sẽ đưa chị đi nha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay cả nhà thì con cũng đã quay trở lại cái khu này, thì cũng đã gặp được một đồng minh của chị gái tên là Thúy nha cả nhà. Thì lúc đầu thì chị cũng gọn, chắc nghe con nghĩ là chị chỉ trêu ghẹo thôi nha cả nhà, chứ trong lòng chị thì chắc cũng lẽ thì cũng không có ý gì xấu. Nhưng mà nói về cái chuyện của chị mất thì thật sự là rất là gọi là oan trái. Thì lúc còn sống á, thì bề trên đã cho hưởng phước, nhưng mà chị lại buông bỏ cái phước đó, chị không chịu hưởng, chị lại đi tạo nghiệp. Cho nên thì cái nhà mình, nói chung là cái nhà mình thấy thôi, mình thấy anh chị kể thì chắc ở nhà mình cũng biết là chị cũng đã trả nghiệp lúc mà còn sống luôn, chứ không phải mà tới khi đã khuất đã mất. Thì chồng thương mình bao nhiêu, cung phụng mình bao nhiêu, lo lắng mình bao nhiêu, cuối cùng người chồng sau lại đánh đập, xua đuổi mình, chửi bới mình bấy nhiêu. Thì cái nhà mình cũng thấy là trước mắt luôn, chứ không cần phải mà đến khi mình mất mình mới trả nghiệp vậy. Cho nên thì chị bữa đó chị cũng nóng tính, chị cũng chửi anh. Thì cùng anh đó, anh cũng có rượu người, thì cái nhà mình biết là có rượu thì không thể kiềm chế được bản thân, thì cũng đã đánh chị mất. Cho nên chị phải xuống cõi ta bà này, chị tiếp tục trả nghiệp nữa nha. Thì cũng ngày hôm nay thì con cũng đã gặp chị, thì con cũng đã gọi là khuyên giải giúp chị, để chị về chùa núi tu, để chị có thể là nghe kinh niệm Phật, để mà chị sám hối, để mà chị có thể là giảm bớt cái nghiệp của mình để mình còn sống, để sớm được đầu thai chuyển kiếp làm người mới nha cả nhà. Thì mong rằng thì các chị sớm được đầu thai chuyển kiếp làm người, mong rằng chị có thể là cố gắng nghe kinh niệm Phật. Như rồi thì có lẽ thì con xin kết thúc video ở đây luôn. Thì con cũng mong rằng cả nhà mình thì xem video này thì cũng có thể hiểu hơn về cuộc sống của mình. Thì bây giờ ngày xưa nói cái gì có câu á là ngày xưa trả báo thì lâu, bây giờ trả báo thì tất thời nha. Cho nên thì mong rằng qua những thứ phim tâm linh mà con đăng lên cả nhà mình xem, thì mong cả nhà mình không bị chú bác cung chị anh chị em gì đó có xem được những video này, thì có thể là rút một ít kinh nghiệm về cuộc sống của mình, để mình có thể là mình sống tốt với xã hội hơn, mình đỡ tạo nghiệp hơn, mình tích phước tích đức, để mình sau này mình có trăm tuổi già đi nữa, mình có khuất đi nữa, thì mình cũng còn được một tích phước tích đức này, để mình có thể là mình sớm được đầu thai luân hồi nữa nha. Dạ thì con cũng xin khép video lại đây, thì mong cả nhà mình có thể lại lại xem con một like, một lượt đăng ký kênh,
cũng như một lượt chia sẻ để tạo thêm cái động lực, tạo thêm cái tinh thần mà con có thể đi quay những cái phim tâm linh cho cả nhà mình xem, để cả nhà mình hiểu rõ hơn về thế giới tâm linh. Dạ thì con cũng xin chúc cả nhà mình thì có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình, vợ thân của mình, đặc biệt là có thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe trong công việc cuộc sống nha. Dạ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video sau.